Mỹ nhân đầu tiên được dự đoán đăng quang Miss Universe bởi 5 trang sắc đẹp uy tín nhất. Đại diện Venezuela là thí sinh đầu tiên trong lịch sử được dự đoán đăng quang bởi cả 5 trang sắc đẹp uy tín nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, đêm chung kết Miss Universe 2022 đang là sự kiện được giới truyền thông cùng đông đảo khán giả săn đón nồng nhiệt. Ngoài ra, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Châu cũng đang nhận về nhiều sự kỳ vọng sẽ gặt hái thành tích mới. Sau khi Hờ Hen Nghệ lọt vào top 5 tại Miss Universe 2018, đứng trước sự tò mò của công chúng, nhiều trang sắc đẹp đã đưa dự đoán khác nhau về những thí sinh có thể lọt top cao và đăng quang. Khi xem danh sách dự đoán này, một bộ phận khán giả đã phát hiện một người đẹp đầu tiên được cho là sẽ trở thành chủ nhân của vương miện cao quý tại Miss Universe 2022 bởi 5 trang sắc đẹp uy tín nhất. Cụ thể, Miss Universe Venezuela được trang Global Beauty, Miss Sociology, Real Pagiantology, The Crown và Sass Factor dự đoán sẽ giành ngôi vị cao nhất. Đa phần những trang sắc đẹp này đều cho rằng nhan sắc và hồ sơ của Amanda Dudamirat phù hợp với những tiêu chí để trở thành tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Amanda Dudamo là một trong những thí sinh đến Mỹ sớm nhất để chuẩn bị cho Miss Universe 2022. Người đẹp được nhiều khán giả yêu mến bởi nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo, khả năng catwalk đầy ấn tượng và phỏng vấn trước truyền thông vô cùng trôi chảy. Không chỉ vậy, mỹ nhân người Venezuela còn được đánh giá cao bởi tham gia nhiều dự án từ thiện ý nghĩa. Năm nay Miss Universe được giới truyền thông và công chúng đánh giá là đấu trường sắc đẹp vô cùng khốc liệt. Không chỉ có dàn thí sinh mạnh, giàu kinh nghiệm, việc thay đổi cách chọn top cũng khiến các cô gái vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, đông đảo khán giả tin chắc rằng ban giám khảo đang làm việc hết sức công tâm để chọn ra cô gái xứng đáng với chiếc vương miện xanh trị giá 6 triệu đô.